quý vị và các bạn, người xưa thường có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng mà chúng ta cũng lại nghe câu danh ngôn 9 phần 10 của sự giáo dục là động viên khích lệ. Vậy thì việc giáo dục cho trẻ ngày nay nên theo hướng là roi vọt hay là động viên khích lệ? Thực tế trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta không thể tránh khỏi những tình huống phải nhắc nhở trẻ hay là thậm chí trách phạt trẻ. Vậy thì phạt như thế nào để trẻ tâm phục khẩu phục mà không gây ra những hệ lụy về sau này? Theo thống kê, hầu hết mọi phụ huynh đều tin rằng họ đang làm công việc nuôi dạy con cái theo cách đúng. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không đơn giản và suôn sẻ như mọi người vẫn nghĩ. Nhiều bậc phụ huynh không thể kiểm soát cảm xúc của mình và trừng phạt trẻ em nhiều hơn so với lỗi chúng mắc phải. Điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với trẻ. Chúng phát triển những nỗi sợ hãi và định kiến khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với chúng. Thông thường, chúng ta hay trách phạt trẻ trong những trường hợp con làm trái ý hoặc không đáp ứng mong đợi, mong muốn của mình. Chúng ta muốn trẻ phải nghe lời, phải làm bài tập đầy đủ, phải đi học và về nhà đúng giờ, phải đạt điểm số cao, phải sắp xếp nhà cửa gọn gàng, gặp người lớn tuổi phải chào. Nhưng trẻ không làm được điều đó. Rất nhiều bậc cha mẹ đã cáu giận, thậm chí nổi cơn tam bành mà dùng lời lẽ thô lỗ khó nghe với con như đồ hư hỏng, đồ vô tích sự, cút đi cho khuất mắt tao, làm gì hỏng nấy. Trong khi mục đích của việc trách mắng là để trẻ khắc phục được nhược điểm đó và lần sau làm tốt hơn. Vì vậy cần chỉ ra hành vi cụ thể mà trẻ làm chưa tốt, chứ không nên nhắm vào đứa trẻ và khái quát thành quan điểm về nhân cách của trẻ. Nếu dùng từ thô lỗ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ và tổn thương tâm lý của trẻ. Một hậu quả nữa là trẻ sẽ bắt chước những điều trên khi nói với bạn bè và người thân trong gia đình, y như chúng ta đã nói với trẻ. Nhiều lúc cũng do mong con mình ngoan, mong cho con mình bằng bạn, bằng bè, nên khi con mắc lỗi, cha mẹ bé đã nổi giận, đã mất khuôn và không kiểm soát được cảm xúc, nên mới dùng lời lẽ thô lỗ hoặc thậm chí dùng đòn roi với con. Vậy thì làm thế nào để kiểm soát được cơn giận, để bình tĩnh khi trách phạt con, giúp con tâm phục khẩu phục để rồi thay đổi và tiến bộ hơn? Thưa quý vị và các bạn, không có bậc cha mẹ nào lại muốn trách phạt con cái, tuy nhiên đôi khi điều đó lại là cần thiết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ tâm lý La Vĩnh Lộc để được thầy giúp các bậc cha mẹ xử lý các tình huống trách phạt con như thế nào cho đúng mà không làm tổn thương tới trẻ. Trước hết xin được cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa thầy, các bậc cha mẹ chúng ta thì thường là khi mà thấy con mình làm điều gì sai trái thì lại rất là tức giận. Và cái cách hành xử này thưa thầy thì nó đúng hay là sai? Thực ra tức giận là một cái cảm xúc dần như là nó quy luật của người trong các cái cung bậc của cảm xúc và hỷ nộ ai ố, mà cái chuyện nó bình thường, tức giận là bình thường. Dạ. Nhưng mà chúng ta tức giận khi nào và khi tức giận chúng ta kiềm chế được cái cảm xúc để kiềm chế hành vi như thế nào. Thực ra với trẻ con thì nó thực hiện hành vi đó cũng chả có gì là sai, mình thấy sai nhưng bản thân các em là của trẻ con nó không nhận thức được nó làm đó là sai. Cho nên mình cái cách hành xử của mình phải như thế nào mà để giúp trẻ thấy được cái sai trái của mình, tránh tổn thương của trẻ và cũng không gây cái bực, cái gọi là cái mệt nhọc cho người lớn. Và cha mẹ chúng ta khi mà tức giận thì thường hay trách phạt trẻ, dùng đòn roi với trẻ, và trong những trường hợp đó thì trẻ thường là phản ứng lại. Vậy thì khi gặp tình huống đó thì phụ huynh chúng ta phải làm gì? Nếu mà chúng ta đặt câu hỏi trên phương diện phụ huynh á thì sẽ có cái câu trả lời khác. Còn ở nhà trường thì là đây là cái hệ thống có cả phương pháp nội dung giáo dục trẻ bằng cái phương pháp trách phạt. Yeah. Và với ở nhà thì thực sự ra khi nói đây ở nhà mà bị phụ huynh sử dụng cái phương pháp này, cái nội dung này, phương pháp trách phạt này, nội dung trách phạt này, rồi hình thức trách phạt này thì cũng có vẻ như là cũng khách sáo. Bởi vì sao? Cái tình cảm gia đình, tình cảm cha mẹ là cũng mang tính huyết thống, cho nên cũng khó lắm. Nhiều khi là lý trí là như vậy nhưng rồi tình cảm nó cũng làm cho mình không có thể nào đi theo một cách bài bản được. Nhưng mà trên phương diện kinh nghiệm dạy học và cũng có tham gia các cái chương trình về giáo dục trẻ thì tôi tư vấn cho phụ huynh như thế này. Ví dụ là trẻ ở nhà ở trường mẫu giáo và đầu cấp tiểu học, lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì chúng ta sẽ có hai cái cách để chúng ta làm.
Thứ nhất là chúng ta gọi là cái phương cách này là gọi là cách ly. Tức là một đứa trẻ mà nó sẽ có những hành vi mà nó làm chúng ta bực bội, nó làm sai. Ví dụ như khi mà nó biết rằng là khách khứa tới nhà là nó đòi cái đó là cha mẹ phải cho, bởi vì sẽ còn phép lịch sự với khách nữa, cho nên nó sẽ đòi. Và trong trường hợp đó là cách tốt nhất là chúng ta gần coi là không có gì, cách ly đã ra, bầm nó ra, dắt nó ra ở ngoài là cách ly với khách, để anh đứng đó thì tự giác nó sẽ giảm hạ cái nhu cầu, nó cái nhu cầu cần thiết bắt phải được cho nó đó. Cách thứ hai dùng cái cụm từ là gọi là cắt đi một cái đặc ăn đó. Ví dụ như đứa trẻ bình thường sẽ được tham gia cái đó, đứa trẻ bình thường sẽ được cô như thế này ở nhà, đứa trẻ bình thường sẽ được cha mẹ cho cái này, cuối tuần là dẫn đi siêu thị, dẫn đi công viên, dẫn đi hồ bơi, hoặc là một tháng là sẽ mua, dẫn đi siêu thị để mua sách vân vân, những đặc ăn như vậy thì nếu phạm lỗi thì sẽ cắt. Thì tôi nghĩ là có hai cách đó thôi, chứ còn cha mẹ mà đánh con thì nó là lúc đó là cảm xúc của mình nó gần như là nó không được kiềm chế, không được kiểm soát một cái gì cả, là sai lầm. Nghĩa là nó nghiêng cũng có những cái như thế này, khi mà điều chỉnh một hành vi quá sai của trẻ, hành vi nó mang tính là nó vô giáo dục chẳng hạn, mình lại loại như vậy, nó quát tháo là người lớn, nó đánh người lớn, có đứa trẻ thì như vậy, thì về mặt lý thuyết người ta nói là để thay đổi hành vi như vậy thì chúng ta dùng nhận thức, chúng ta tác động nó không phù hợp, mà phải dùng một hành vi để làm thay đổi hành vi. Ví dụ chúng ta phạt bằng đòn roi đó, nhưng mà cái này là hạn chế thôi, là rất hạn chế, chứ không phải dùng, không phải là không dùng, rất hạn chế. Còn lại thì tôi thấy là hai cái cách đó thì nó phù hợp, nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa đúng về cái tâm sinh lý của trẻ, không gây tổn thương lắm, và nó cũng nhẹ nhàng trong cách hành xử của phụ huynh. Vì mình trách phạt cái đó thì mình cũng không có rai rứt cái gì, mình không có bỏ sức ra cái gì. Và những cái đó phải được quy ước trước với trẻ, hai hình thức đó phải được quy ước trước với trẻ, thì khi chúng ta thực hiện thì trẻ nó sẽ thấy đứa là rõ ràng mình sai rồi, và sẽ tránh sai lầm này. Tại vì thực ra trách phạt thì cái mục đích cuối cùng vẫn là để trẻ nhận thấy cái sai của mình và điều chỉnh cái sai. Vậy thì thầy có lưu ý gì để các bậc phụ huynh có thể trách phạt con mình đúng nhưng mà lại không làm tổn thương cho trẻ không? Kinh nghiệm nói là thường phụ huynh mà thấy con sai là không hiểu, chưa tìm hiểu gì cả, cứ la cái đã hoặc là đánh cái đã. Nhiều khi là đánh xong rồi mới biết rằng là mình sai. Nhiều khi là khóc trong lòng đó, nhưng mà trước mặt con thì người Việt mình ít khi nào mà cha mẹ xin lỗi con đó. Biết là mình sai rồi đó, mình có thể mình mất ngủ cả đêm đó, nhưng mà mở lời để xin lỗi con là khó nói. Cái này nhiều khi là khi mà trẻ phạm lỗi thì phụ huynh phải nên bình tâm một tí, phải cho một ít thời gian để coi nó vì sao nó sai, nó phạm cái lỗi đó. Một khi nào nó sai lỗi một cái hệ thống thì lúc đó là phụ huynh mới tính là mình nên chọn giải pháp là cách ly, là giải pháp mà gọi là cắt đi một cái đặc ăn. Cái quan trọng vẫn là bình tâm, vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình, tránh chửi bới xúc phạm. Bây giờ thì nhờ thầy giải đáp một vài câu hỏi của khán giả ha. Câu hỏi đầu tiên tâm sự như sau, là vị khán giả này có một đứa con trai 13 tuổi và cứ luôn cho mình rằng người lớn. Và trong một lần thì vị khán giả này bắt gặp con trai của mình uống bia và đã trách phạt con trai mình là không được ra ngoài vào buổi tối 2 tháng và làm những công việc vặt trong gia đình. Tuy nhiên vị con trai này thì lại không đồng ý với cái việc trách phạt đó của mẹ. Vậy thì trong trường hợp này vị khán giả chúng ta nên làm gì ạ? Trẻ mà 13 tuổi có nghĩa là bước vào giai đoạn khủng hoảng dậy thì nó sẽ có những biến đổi rất là lớn, cũng như là biến đổi về mặt sinh học, hệ thống nội tiết tố của trẻ nó sẽ thay đổi, dẫn theo là nhiều cái thay đổi khác nữa, chiều cao, cân nặng, rồi các hệ cơ quan nó cũng khác, đặc biệt là hoạt động thần kinh. Rồi một cái hệ cơ quan mà trước đây nó chưa, nó có nhưng mà nó chưa có hoàn thiện, bây giờ nó đã hoàn thiện rồi, tức là cái nhu cầu và cái khả năng thực hiện hoạt động tính dục là nó có. Cho nên trẻ cứ nghĩ mình là người đàn ông thực hữu, đây là trẻ trai, chắc cũng biết là trẻ no thế nào. Và đây là đứa trẻ nó cũng có cái tính rất mạnh. Thì cái chuyện này á thì phụ huynh phải khéo léo, bởi vì cái tuổi này tuổi khủng hoảng mà nó thay đổi nhiều. Ví dụ mẹ ngồi chuyện nói chuyện với con, mẹ thấy lúc này là con trưởng thành rồi,
bây giờ khi đi ra xã hội, cái ăn mặc của con phải là đàn ông thật thật. À, mẹ sẽ cho tiền con mai có mua cái này, con chơi những trò thể thao mà không mà lớn thật thật, rất lớn thật thật là mẹ có thể mua cho con xe đạp đua để con đua, bà nào con chơi bà nào. Chứ còn mà bắt trẻ quét nhà rồi nó không giải quyết được cái nhu cầu của trẻ. Cái vấn đề ở đây là trẻ có nhu cầu đó, khi nhu cầu nó được giải tỏa thì trẻ sẽ quay lại theo cái mong muốn của người lớn. Còn cứ trẻ mà nó có hành vi là hơi cá tính mà hơi về mặt nghịch ngợm về cái con trai á, mà phụ huynh kéo nó về ở nhà làm những việc với con gái đó không phải là cái cách thức để mình giải quyết. Và tiếp theo là một câu hỏi của khán giả có con gái là 12 tuổi. Vị khán giả này nói rằng là con gái của cô đang học lớp 6 và tỏ ra là không thích học. Nhưng mà từ khi vị khán giả này đưa ra cái biện pháp là nếu như mà con đạt điểm 7, điểm 8, điểm 9, nói chung là những điểm cao thì thưởng là bằng tiền. Và vị khán giả này thấy cái biện pháp đó rất là hữu ích. Nhưng mà chồng của cô ấy thì lại tỏ ra không đồng tình với cái biện pháp của cô ấy. Vậy thì trong trường hợp này, thầy có lời khuyên gì cho cô ấy cũng như là người chồng của cô ấy không ạ? Tôi xin chia sẻ với quý vị phụ huynh. Thì thật ra trước đây á, trong cái giáo dục mà giáo dục và mang tính nho giáo người Việt á, khi mà giữa cha mẹ với con cái mà trong giáo dục khuyến khích bằng tiền là người ta cũng ngại. Người ta cũng ngại, người ta nghĩ là cái chuyện đó là gần như là xúi cho trẻ một cái gây cho trẻ cái tính toán về tiền nong về vật chất. Nhưng mà thực sự ra không. Tôi thấy là bây giờ trong các trường trung học cơ sở từ đầu cấp rồi ngay ở tiểu học, cuối cấp ở tiểu học, ở các trường, một số trường ở nước ngoài, người ta ở Việt Nam cũng đã thực hiện, người ta đã xây dựng cái chương trình giáo dục cho trẻ cái cách kiểm soát chi tiêu cá nhân của mình. Thì tôi nghĩ là cái chuyện mà mẹ khuyến khích cho trẻ, cho bé gái đó bằng cách cho tiền để con dành dụm để làm chuyện gì đó thì cũng là mình cũng tốt, không có vấn đề. Cái quan trọng là đã cho tiền cho con thì phải giáo dục luôn cho trẻ lần này sử dụng cái tiền đó cho nó phù hợp. Ví dụ nó để tiết kiệm, nó bỏ heo đất để sau này nó mua đồ dùng dạy học, nó mua đồ dùng học tập, nó mua quần áo, nó mua giày dép, tức là nó mua những cái gì mà trang sắm cho cái sinh hoạt của nó thì vẫn không có vấn đề. Thì chúng ta cũng bỏ qua cái chuyện là cứ cho trẻ sử dụng tiền sớm là nó sai lầm là không, hoàn toàn có những cái trẻ bây giờ phụ huynh mình nó đi mua đồ nó không biết giá trị của cái đó là bao nhiêu tiền, cái đó là đáng sợ. Thì cái chương trình giáo dục tiên tiến của là ngay từ cuối cấp tiểu học thì người ta đã đưa vô một cái phần mềm này giúp trẻ kiểm soát cái chi tiêu hàng ngày của trẻ rồi. Tôi nghĩ là thưởng bằng tiền cũng không có vấn đề, cũng là một hình thức để thưởng phạt. Và cái quan trọng là phải biết được trẻ, sẽ giáo dục cho trẻ biết được là sử dụng cái đồng tiền như thế nào cho nó phù hợp. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của thầy dành cho các bậc phụ huynh. Một lần nữa cảm ơn thầy đã tham gia cùng với chương trình. Và hy vọng rằng thông qua những chia sẻ của tiến thạc sĩ tâm lý La Vĩnh Lộc, các bậc phụ huynh đã có thêm cho mình những kỹ năng cần thiết trong việc xử lý những tình huống trách phạt con mình. Và đến đây thì chương trình Kiến thức cuộc sống cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.